dự tính trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 9, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 1.500 khách trong và ngoài nước. Riêng trong ngày mùng 1 tháng 9, đón khoảng 800 du khách. Ngoài kiến trúc của tòa nhà, du khách còn được thưởng thức không gian triển lãm ảnh về các công trình kiến trúc nghệ thuật, các điểm đến du lịch đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, khách được trải nghiệm, tham quan không gian trưng bày các thiết kế quả lưu niệm đạt giải trong cuộc thi thiết kế quả lưu niệm du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 cùng 100 loại ấn phẩm quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Sau chương trình này, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tiếp tục mở cửa phục vụ người dân và du khách vào thứ Bảy và Chủ nhật cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 9 cho đến hết năm. Theo đó, mỗi ngày tổ chức tham quan sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng, 14 giờ chiều, mỗi khung giờ cách nhau 15 phút và có tối đa 40 khách tham quan trong mỗi khung giờ. Đồng thời, ban tổ chức cũng triển khai thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để phục vụ du khách. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai cổng đăng ký trực tuyến trong tháng 9 để người dân và du khách chủ động đăng ký các chương trình tham quan tiếp theo. Lịch tổ chức tham quan dự kiến gồm ngày 30 tháng 9, ngày 1, 28, 29 tháng 10, ngày 25, 26 tháng 11, ngày 30 và 31 tháng 12.